và tổ chức xin được giới thiệu trận chung kết hạng cân 50 kg nữ diễn ra giữa hai vận động viên Lý Thiên Thiên phòng giáo dục Việt Nam đang đây đó, và vận động viên Hoàng Thị Ngân phòng giáo dục Nguyên Thế đang đây xanh. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu, chúng ta xin mời ông Dương Văn Phương. Trọng tài số 2 ông Nguyễn Văn Diễn, xin mời tổ trọng tài làm nhiệm vụ. Mời vận động viên Quỳnh Nga.